bò mẹ phiên ảo hạc xương, bưng pì cải mạ, phủ nhinh huyền than uyên, lưng khát sàn, kẻ khai chu khủ gia trạ, hợt khẩn. Mì lại luôn có hôm, sở hỏng mà bè trùng không địa phương. Cuồng nặn, phủ nhinh chu cấp, cò bính khai đẩy về on quốc cùng mà bè kinh tế cho hơn. Tảng tánh, hơn rào, ím bó nò bòm uốn ình, cánh, búc hanh, xung bưng nàng về dệt trùng, rú bản nạ. Khai nỉ, huyền than uyên, mì cải hạ xếp phương hỏi trùng mú, quân dần, phủ nhinh, bính khai đẩy về on quốc cùng diệt dần, bú bùng, tảnh linh. Bài tèm không phóng viên chuyển mục, mở khỏi, mười bò mẹ bì nòng, bỏ đêm. Hồi Liên hiệp Phụ Nhinh Thản Uyển Mi Xíp Xàm Hồi Phụ Nhinh Cơ Sở Trực Thuộc Cáp Hoi Nừng Xàm Xíp Ít Chỉ Hồi Cài Xíp Xí Ban Hồi Viện Quảng Nạn Hốc Xíp Bét Phân Hồi Hồi Viện Lò Chữa Nòi Côn Hàng Pì Bòm Cáp Vìa Tổ Chức Hồi Mặn Hẳn Hồi Liên hiệp Phụ Nhinh Huyên Có On Pa Bưng Cơ Sở Hồi Chỉ Hồi Bốc Chưa Cán Bộ Hồi Viện Phụ Nhinh Mà Bè Kinh Tế Mặn Hẳn Giòn Khẩn Hồi Viện Phụ Nhinh Huyên Có Búc Hanh Xung Bưng Hạ Phong Khánh Thị Phủ Nhinh choi dựa cằn mà về kinh tế chú hơn, tư bát biến thái có bút tổ tảnh, dù khoa học kỹ thuật khảo diệt dườn, choi dừa chú hơn hồi viện Phủ Nhinh ra cha cặt khó. Hồi Liên hiệp Phủ Nhinh huyện có bồng trào vịa, tổ chức bưng khóa, tập tư trên cái mà khoa học kỹ thuật quần diệt dườn hành na hở hồi viện. Sóng ma, hồi nhang bom cắp ngân hang, vây choi dừa ưỡi nỏng củ ngân cấp, thọt óc diệt dườn cả khai. Bòm cắp năn, hồi nhăng choi dừa tánh o bưng nhóm tổ hợp tác, vầy cặt kiên năm diệt bưng mô hình mà bè kinh tế, choi dừa căn quang diệt dần, khẽ hà, chù bạc hanh, lông cái bưng chương trình dự án khổng trung ương tỉnh, vầy choi dừa nho súng luông tràng hợp cán bộ hồi viện Phủ Nhinh, vầy gión cặt cung ở xa Hằng Hy. Bòm cắp, ngành lao động thường bình xã hội, bưng trung tâm doanh nghiệp, on trị, bó nghe ta phê diệt, hở lao động nhinh, choi dừa hồi viện Phủ Nhinh cánh lũ nòng sầu mi phê diệt, lắng chơ đầy ép nghe. Ngay tế hòa bì ban thường vụ cỏ, xôm trả cấp tắt o kế hoạch, vây on trị cơ sở, sự tàn biến khai bưng lang đi cực đẩy, quảng bưng bì cón, vây nhảy khẩu năm diệt quảng bì sòng ban sao ết, té bưng mô hình xung khỏi cỏ, bồng trà họt mô hình Phủ Nhinh choi dừa cằn mạ về kinh tế chú hươn, dọn khửn lò choi dừa Phủ Nhinh cặt, rú, mi bón, từ té, nang vịa, dịp, lò củ ngân hang chính sách xã hội, xung khỏi cỏ, bín khay, vịa, cổ ngân cốc, hở ửa nòng hồi viện, cắp số ngân đầy củ họt cái hòi nừng tỉ mặn, vây choi dừa cái sóng băn, hồi viện, khẩu tảnh liềng, bú bồng, cắp, thọt o, diệt dườn cả khai. Vì sóng văn sao ết, số nừng mô hình cực đẩy lang đi, đáng đẩy tờn họt, có hông phân, nho sùng, kinh tế chú gân, gión cặt cung ở xa dù địa phương. Ươi lo thị biến, chỉ hồi trường, chỉ hồi Phủ Nhinh bản sàng ngà xã Phúc Thàn, lò ven hùng quầng mà bè kinh tế. Vậy mi ngân cốc mà bè kinh tế, vì sóng văn xíp chết, ưỡi củ ngân cốc té ngân hang chính sách xã hội hạ xíp chiêu mặn thọt o diệt cọ thiền cánh sư mù mát tành vây hở phen mù mà pe đi cánh bao cho hà ưỡi cọ o hanh thỏi thảm luông tràng lâm đồ phong cầm hà bình rú mang xã hội cánh luông tràng khổng bưng chúa hương dần tành liền mà pe nhớ năn phen mù khổng chúa hương ưỡi còn mà pe lưng bao cho hà bàn bưng ngòi pì ưỡi khai đẩy sòng chu mù mọi chú tành té xíp hót xíp hà tổ ươi biến nhăng hút sàm băn thưa môn vậy diệt nòng tành bà nay bà chấm bà mè dô phi pì sóng băn xíp cầu hên rú địa phương bao hê mi hươn khai trương hở tổ tành cánh khốn già ươi cọ cầm quyết khai hươn hang khai trương kìn hở sát xính cánh khốn già chuông hăng bò mè bàn khoáng bom nằn nhăng sư máy khẩu má mó khẩu đi khẩu ly té luông diệt dườn nằn, mỏi pì chú hươn ưỡi đầy mà té hoi nừng hoặc hoi nừng hạ xíp chiêu mặn. Trước đây vài năm cách thì nghỉ, gia đình tôi chỉ táo ma, chú hươn khỏi cỏ, hù to diệt hay cắp diệt na thôi, té chư đầy đảng hươn mương bồng trần, mi tan điển cải hùng, tan với ma ngày tì,
chú Hơn hỏi cỏ củ ngân cốc tướng phòng ngân hang chính sách xã hội gọt hỏi nừng chèo mặn vậy khay trang trại đành mù cái. Bà Vàng Thị Khuyên rú bản Na Phái xã Phúc Than huyện Than Uyên Pì Nì Chăm Hạ Sĩ Pì lưng lọc ven hùng quảng mạ về kinh tế quảng bản hoa pi sông Pan Sĩ Pét hình ván bú khẩu có bó kinh thổi bà cam quyết có bú hoi nừng có má mi thái sở tà đình có quậy lăng xàm pi bú xuân má mi không chúa khân bà có cố khẽ mà bê chăn đi văn bưng mỏi khẳng lò đầy tế xà họt xíp cần cắp hiệp thù mua lẩy họt sòng hoi khẳng cắp khai ca giáo xác hạp văn mằn mỏi cần té phịa bú bồng tành liềng pi nị xù xìa cốc ngân chúa hơn bà có đầy mà té hà xíp họt chết xíp chiêu mằn tón đi nị có ni chúa hơn khỏi cỏ bú na khẩu đầy sòng mua mỏi pi kinh tế có bao cực đầy to đơ sạp pi chăm nị chúa hơn khỏi cỏ khành trời ao tà đi na nhai khẩu biến bú cỏ ma mi thái khay hên có má mi khẳng luồng cắp mà bè chăn đi cứ đẩy kinh tế xuống hai chỗ hơn khỏi co hên khu ni co đi lại quảng viện biến thái chưa phân bú bồng xã Phúc Thán mi xí pét bản cắp cài sóng bắn hôi viện phổ nhinh giàn cài ma hôi liên hiệp phổ nhinh xã Phúc Hanh há phong khánh thì dệt dượn mà bè kinh tế chỗ hơn giòn khửn lò há phong tròi dừa ưởi nòng phổ nhinh dệt chảo chỗ hơn lưng chơi tít tờn cán bộ hội viên phủ nhinh ọ hanh diệt dần sụ khoa học kỹ thuật khẩu bụ bồng tành liệng nhớ dệt đi vịa chiến báo búc chưa cò hông phân túm tên pín khay đẩy luông khăn khang dám ngắm dám dệt khổng lại ưởi nòng hội viên té ngân cốc tà mà nòi khổng ngân hang chính sách xã hội hờ củ lại hội viên có thọt ngân cốc ọ mà bè bưng mô hình kinh tế bụ bồng tành liệng cánh ca khai dịch vụ cái nạn có không phân mà về kinh tế xã hội số địa phương tùm pua bưng luông bùn bản nam ở hội phụ nữ xã Phúc Than là trước hết là có ni hội phụ nhinh xã Phúc Than có chiến báo hợp ở nòng phụ nhinh của xã lò pín khay mà về kinh tế chua hơn lông bày bưng bản cấp khẩn từng chua hơn hội viên on chỉ ở nòng khanh chờ củ ngân cốc vậy biến thái có bút tổ tành tọp hôm mà về cắp chu tàng trường hay khổng na chảo dệt ó hở mi cà cắp khải ó chưa làm từng tên hiệp thủ nghèo rồi hộ trung bình bưng mờ nì po me dấn mương bản sèn đồng giám mương thàn đàng búc hanh lam đủ có bú mua nào chỗ hươn bà Đỗ Thị Lan mi cài sóng băn thước môn đìn bú phác hòm mua nào chăm va mi lại pì bú phác ma vậy từng tên hiệp thủ hở chỗ hươn hà và bà làn còn nhăng lăm lò hở vịa khải phát có bé xương cá con hồng tinh cá mua phát mua nào bị nhị pha phun đét bao chọp trần mi lại bổng manh tốc xương năng cò tẹt pan họt lại khẩu nằm mát mua phấn mon khổng bà làn lò sọ sáo đầy bón khải phát hòm tẹt tiền hở chúa hương cắp đầy trên cái mắc kỹ thuật lăm đù có phú mua nào vậy cứ đẩy lại mát mua sùng nhất tích nhà cô đây thì tầm 1.500 nếu mà chồng thì ta đình có ni là ta đình na phán phúc khẩu mi giáo văn hừng hà hoài thưa môn lọ khai nỉ có nhài khẩu phú phát hòm ma manh tỉnh tàu cho hươn cỏ nhài khẩu phú đẩy lại bì ma phát hòm mua nào co hở hiệp thù lại ha va cò lò bì nỉ vừa pha phun đét với chọc chồng hành với lại cá chua bản sèn đồng xã Phúc Thán mi cài hồi nừng hòa hươn dần ha pha chẳng mi giảm xíp hạ hồi viện ưởi nọng phủ nhinh. Việc tọc hôm hồi viện bỏ lại gia cha, bừa lại ưởi nọng nóm cầm, bày diệt kín đắc hươn, so sáo việc diệt rú phương khủ công nghiệp công ty rú phùng tử. Ha pha số hồi viện bốc lại, chỉ hồi phủ nhinh khổng bản có lớn bồng chờ búc chưa hồi viện tọc hôm diệt dườn, diệt hăng xồm đáng ngày rú tón tin quê hươn chậu. Có bi lại mô hình bú bồng tành liềng cực đẩy, lang đi, quang nặn, ven xanh là bón bú có ma bộc khổng chúa hơn bạ, kiểu thị lường, chi hội trưởng, chi hội, phủ nhinh bản sèn đồng, xuân ma bộc khổng chúa hơn bạ nhài khảo bị thứ xàm, đẩy pít ma, các cực đẩy kinh tế sông.
Trước thì là nhà cô ở đây còn là ni lò ta đình phúc phác ha và hiền đình phúc phác có bóc cứ đầy kinh tế xuống cấp mết lại cổng 25 đồ xương nặn cho hơn khỏi có cảm quyết nhai khẩu bú có má bục khay có bú đầy hốc bí ma đầy hiệp thù má bục đầy sản bí ma có má bục đầy kinh tế xuống hơn có phác hòm có bông mít lại cổng 25 đồ. Năm nay thì cô tôi toàn bán ở quanh làng đây thì họ đặt mua. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Thàn nhảy khẩu tàng nà cụ ngân cốc hở hội viên, ta khu ngay đi nhất hở hội viên cũ, đầy cụ ngân cốc tà mà nội, lưng chơ, kiểm tra, on chi bức chú hươn cụ tảnh liền bú bồng, vây mà bè kinh tế chú hươn, nhân vào sủ ngân cốc chọc khọ. Việc quản lý ngân cốc cụ tế chính sách ngân hàng, chính sách xã hội, cấp cực đầy lang đi, lông cài việc cắt kiến tỏ các ngân hàng chính sách xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có biến khải việc diệt khổng chậu, ta khu ngay đi cho giờ ửi nòng phụ nữ nhất lò, bưng chú hơn phụ nữ cặt, áo cặt, ó khói xìa cặt cung ở xa, đầy củ ngân cốc ngay đi cho giờ ửi nòng, khay đầy luông diệt chậu, quăng mà pe kinh tế, hấp phân mà pe háo phong khổng hội, hội viên có xuống chủ háo phong việc diệt khổng hội, tỏ cấp chính quyền địa phương. Thời gian qua thì hội phụ nữ xã Mường Than chúng tôi thì cũng gian cái ba hội phụ nữ xã xung khỏi có lương chơi chiên báo mà lung tăng khổng đảng chính sách pháp luật khổng gân mương họt tinh mít cán bộ hội viên quảng xã dòng khẩn lò phụ nữ xã Mường Than có choi dự ở nòng mà bệnh kinh tế chú hơn khay có mi chú hơn hội viên mi hiệp thủ tế hoi nừng chiều mặn họt hoi nừng chiều mặn khẩn nữa gia cha khổng ở nòng khách ni là ma ngân cốc vừa ngân cốc khổng ngân hát chính sách cò bao mi lại quảng nạn lang áo khổng ở nòng hội viên của ngân cốc co lại phở mon lãnh đạo cấp nửa co sọ sáo mi ngân cốc hở ở nòng hội viên đẩy củ tà mà nòi vay thọt ó diệt dườn kinh tế sách thì cũng có giới hạn đấy gian cái ma hội phủ nhinh huyện Than Uyên có phúc hành biến khải việt diệt khổng phủ nhinh của mạc bè kinh tế lồng cài hà phong phủ nhinh choi dừa cằn diệt dần kinh tế choi dừa phủ nhinh cặp mi địa chỉ cài nặn hội có choi dừa trầm sám văn hà hỏi phủ nhinh cặt cài bếp xít phủ nhinh mi luông trang hụ khởi nghiệp cài sóng văn hoi nâng tổ viên đầy củ ngân cốc cấp cài hoi nâng bài sám tỷ bàn cầu hỏi xí xíp lao động phủ nhinh cặt đầy tập tư trên cái mắc khoa học kỹ thuật on chỉ tạ việt dệt ép nghe cánh chăm hốc hỏi lao động nhinh đầy giới thiệu việt dệt đối với ý kiến kiến nghị thì đối với tôi ngay tế của bí ban thường vụ cọ cấp hội phụ nữ từ huyện xôm chờ cấp tạt ó kế hoạch on chỉ vương cơ sở dự tám năm dệt chu năng viện giam tài nạn xung khỏi có chín bốn o lại kế hoạch năm dệt vay hở bưng chỉ hội cơ sở mà về kinh tế chú hân giống cặt cung ở xa. Mô hình, ví dụ như là rau sạch ấy, thì cần phải có cái liên kết đầu ra. Vậy biến khải việt dệt khổng ở nòng phụ nữ của mà về kinh tế hợp khẩn giống cặt, gian bày nạ, hội liên hiệp phụ nữ huyện Than Uyên chứ sức tàm bốc hành nếu chưa hội viện ó hành xung diệt dần lao động mà về kinh tế tòi lại luôn chảnh thí. Chu cấp hội sức tàm bứng đủ bưng hội viện cặt, vậy tánh ó kế hoạch choi dừa phủ nhinh xón cặt bom nặn khay quàng ó luông dệt dườn cực đầy lang đi xương bốc hành hà phong phủ nhinh choi dừa cằn mà về kinh tế choi dừa phủ nhinh cặt mi địa chỉ cắp kìn phải giống xòm tòi phen hồng cắp lai hà phong ứng cánh sớp tàm năm dệt đề án cầu hỏi xám xíp cầu khổng thủ tướng chính phủ mát vịa choi dừa phủ nhinh khởi nghiệp gian pì sóng pan xíp chết hoặc pì sóng pan sao hạ hợp phân năm dệt tì nàng viện mà về kinh tế xã hội rú địa phương.